tiếp thôi. Mới chặn được cái gì? Chưa chụp chụp luôn. Lúc nào thì dùng ACS1, lúc nào dùng ACS0. Tâm hệ tọa độ luôn luôn là ở chỗ này, chỗ có mặt đầu. Mình ấn vào đây xem cái nào nó xanh thì được. Ví dụ đây nhá, ấn đây nhá. Nó xanh là này đúng không? Nhưng cái mình chọn là cái này. Mình phải ấn vào đây.
này được hoặc là cho cả cái này sang đây được. Không cần cốt lực cái phần này đây là thôi. Nối chỉnh. Thank you.
Tắt bên ngoài này, xong rồi đục một lần, một lần nấu dài, chỗ nào có dài thì tắt, chỗ này có một dài cắt một dài, nếu trong trường hợp hai dài thì cắt một dài, nhưng mà nhớ phải cắt chỗ này nữa, tại vì cái chỗ này mình đang để dài thôi, để nhắm cái lá khô vào, đúng một vòng khô đây. Tự động, cả lòng mình vừa tạo cái đấy, mình tự động nhận, như thế nào?
cắt luôn thì bên này nó sẽ không, nếu mà như bên bên này thì cắt một khác nó sẽ tự động gãy ra, nên là mình nghĩ là không đúng từ từ cái nước. Cho nên cho xuống quá tâm thì kiểu là lúc mà tự ăn ấy. Nhưng mà đến tâm nó kiểu như chưa được hẳn. Lưu lại xong rồi lưu lại lưu lưu xong rồi thì chạy mô phỏng cái này là có cái đó như phỏng mất như file ghi âm này như file ghi âm đi ngay như file ghi âm đi đi lưu bài sau